Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Hôm nay thì chúng mình sẽ đi thực hành kỹ năng viết và nội dung của bài học viết ngày hôm nay đó chính là viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học. Đó, thế thì cái kiểu bài ngày hôm nay mà chúng mình học đó chính là kiểu bài nghị luận văn học đúng không ạ? Và buổi học ngày hôm nay thì chị sẽ chú thích kỹ hơn cho các bạn đây. Đó chính là chúng ta sẽ đi tìm hiểu và đi phân tích tác phẩm văn học ở đây. Đó chính là tác phẩm thơ, đặc biệt sẽ là thơ Chào Cúng. Đó. Vậy thì nhắc đến về thơ Chào Cúng thì chị nghĩ rằng thể loại này thì chị cũng đã hướng dẫn cho các bạn tìm hiểu cũng như là đọc hiểu những cái văn bản thơ Chào Cúng rồi đúng không ạ? Vậy thì theo các bạn làm thế nào để viết được một bài văn phân tích một tác phẩm văn học thật hay đây nhỉ? Nếu như mà chúng mình chưa có câu trả lời thì cũng đừng lo lắng qua nhé. Bởi vì trong buổi học ngày hôm nay thì chị sẽ hướng dẫn cho các bạn viết được một bài văn phân tích một tác phẩm văn học. Trước hết là đúng trọng tâm, sau đó là chị sẽ hướng dẫn cho các bạn viết được một bài thật hay nhé. Bởi vì các bạn biết rằng là kiểu bài ngày hôm nay chúng mình học là một kiểu bài thuộc về dạng nghị luận văn học. Mà dạng nghị luận văn học là dạng luôn luôn thi vào, đúng không ạ? Không phải là chỉ trong chương trình lớp 8 năm nay chúng mình thi, mà có thể là sang năm. Rồi là khi mà các bạn lên học cấp 3 thì cái kiểu bài ngày hôm nay chúng mình học, kiểu bài nghị luận văn học vẫn luôn là một cái dạng vô cùng lớn, vô cùng quan trọng mà chúng mình sẽ cần phải chú ý rất nhiều nhá. Vậy thì trong buổi học ngày hôm nay này, các bạn sẽ giúp chị chuẩn bị đọc thật kỹ những kiến thức ở trong sách giáo khoa nha. Sau khi mà chúng mình học và đọc rất kỹ những kiến thức được đưa vào trong sách giáo khoa rồi, thuộc về phần lý thuyết này, thì chị sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm cả những kiến thức mà bên ngoài sách giáo khoa nữa. Chị sẽ mở rộng thêm cho các bạn những cái phần lý thuyết đó để các bạn có thể bổ sung thêm thật nhiều lý thuyết. Và từ cái việc mà các bạn biết và nắm chắc rất nhiều lý thuyết như vậy thì chúng ta sẽ áp dụng vào thực hành để viết được một bài phân tích một tác phẩm văn học thật hay. Và trong buổi học ngày hôm nay thì các bạn lưu ý với chị nhé. Đấy chính là tác phẩm văn học thì trong chúng mình học rất nhiều những thể loại. Đấy chính là trong chương trình lớp 8 thì chúng mình học rất nhiều những cái thể loại rồi đúng không ạ? Đó chính là thể truyện ngắn này, rồi là tiểu thuyết này, thơ 6 chữ, thơ 7 chữ, thơ đường luật, thơ Trào Phúng này, vân vân. Đấy chúng mình học một số thể loại như vậy. Nhưng nội dung mà buổi học ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các bạn, đấy chính là phân tích một tác phẩm thơ Trào Phúng, được không ạ? Tuy nhiên là khi mà các bạn viết được một bài văn phân tích một tác phẩm thơ Trào Phúng thì đó cũng là cái cách viết phân tích một tác phẩm văn học, nhưng cụ thể trong nội dung học ngày hôm nay thì chị sẽ giới hạn đấy chính là về thể loại thơ Trào Phúng thôi nhá. Còn về tác phẩm văn học thì cái cách viết một bài viết phân tích về một tác phẩm văn học thì nó khá là tương đương nhau. Tuy nhiên là với thể thơ Trào Phúng này thì sẽ có những cái đặc trưng riêng, vì vậy mà chúng ta sẽ cần phải làm rõ những cái đặc trưng riêng của thể thơ Trào Phúng. Tất nhiên là mỗi thể loại thì sẽ có những cái đặc trưng khác nhau rồi, không thể loại nào giống thể loại nào. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải làm rõ cái đặc trưng đấy trong cái bài văn phân tích của chúng ta. Còn nội dung buổi học ngày hôm nay thì chúng mình sẽ đi tìm hiểu và đi rèn luyện kỹ năng viết, có nội dung đấy chính là phân tích về thể loại thơ Trào Phúng nhá. Chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên, đó chính là phần lý thuyết nha. Chúng mình sẽ nghiên cứu kỹ trong sách giáo khoa trước đã, sau đó thì chị sẽ tóm tắt lại một vài ý chính của phần lý thuyết, của phần nội dung nhá. Để chúng mình sẽ đọc thật kỹ sách giáo khoa trước giúp chị này, sau đó thì chúng ta sẽ đi tóm tắt lại cái phần lý thuyết ở trong sách giáo khoa nha. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ghi chép bài nhé. Các bạn sẽ lưu ý giúp chị này về nội dung của phần lý thuyết, đấy chính là gì? Phân tích một tác phẩm văn học, đó chính là làm rõ những nét đặc sắc về nội dung và hình thức nghệ thuật của tác phẩm đấy, được không ạ? Thế thì nhá, đấy chính là ý đầu tiên. Ý đầu tiên đó chính là phân tích một tác phẩm văn học là làm rõ những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm đó.
Đấy, đây chính là cái lý thuyết cơ bản đầu tiên. Phân tích một tác phẩm văn học chính là làm rõ những nét đặc sắc về nội dung, được chưa ạ? Nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm đấy. Lưu ý giúp chị nhá, được chưa? Đấy, và khi mà các bạn viết bài viết này thì các em sẽ cần sử dụng lý lẽ, bằng chứng để làm rõ chủ đề và một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm. Đó, đây chính là cái phần nếu như mà các bạn đọc sách giáo khoa ấy, thì chúng ta sẽ có những cái phần lý thuyết nhất định cố định như thế đúng không ạ? Tuy nhiên là chị sẽ mở rộng cái phần lý thuyết đó ra để chúng mình có thể hiểu sâu hơn về cái cách viết bài văn phân tích một tác phẩm thơ trào phúng này nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cả phần lý thuyết về về cái bài viết này đây ạ. Vậy thì khi mà các bạn viết bài văn phân tích tác phẩm thơ trào phúng thì chúng ta cũng triển khai theo hướng đó. Theo hướng đó tức là theo hướng nào? Tức là sẽ triển khai theo cái hướng mà phân tích về nội dung và phân tích về hình thức nghệ thuật của cái tác phẩm đấy đúng không ạ? Chúng ta sẽ bám sát cái yếu tố này nhá, luôn luôn là như thế. Phân tích tác phẩm thơ trào phúng cũng triển khai theo hướng phân tích nội dung cộng hình thức nghệ thuật. Đó, đấy cũng chính là cái hướng triển khai nhá. Và trong bài học ngày hôm nay thì các em sẽ được thực hành viết bài văn phân tích một tác phẩm thơ trào phúng và qua đó cũng củng cố kỹ năng đọc hiểu, tiếp nhận một bài thơ trào phúng, vừa tiếp tục phát triển kỹ năng phân tích mà các em đã được rèn luyện ở trong những bài học trước. Trong những bài học trước thì chúng ta đã được rèn luyện về kỹ năng phân tích một tác phẩm văn học rồi. Tuy nhiên là trong buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ giới hạn lại. Đấy chính là chúng ta sẽ đi phân tích về thể thơ trào phúng thôi nhá. Vậy thì chúng ta sẽ lưu ý giúp chị phần lý thuyết đầu tiên như vậy, được chưa ạ? Đấy chính là cái phần lý thuyết đầu tiên nha. Phân tích một tác phẩm văn học, đó chính là phân tích làm rõ những nét đặc sắc về nội dung và hình thức nghệ thuật của tác phẩm và người viết sẽ phải dùng lý lẽ và bằng chứng để làm rõ chủ đề và một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm. Còn chúng ta khi mà phân tích một tác phẩm thơ trào phúng thì chúng ta cũng triển khai theo hướng đó chính là phân tích về nội dung, những đặc sắc về nội dung và những đặc sắc về hình thức nghệ thuật của bài thơ nhá. Còn về yêu cầu thì sao? Thứ nhất là các bạn sẽ cần phải biết này, gạch đầu dòng đầu tiên là về nội dung. Em sẽ cần phải giới thiệu được tác giả và tác phẩm, nêu ý kiến chung của người viết về bài thơ. Ví dụ như là hình ảnh này, từ ngữ hoặc là các biện pháp, từ từ vân vân. Đấy, thế thì các em sẽ cần phải chú ý như vậy nha. Ví dụ là hình ảnh, từ ngữ và các biện pháp tu từ. Thứ hai là em sẽ cần phải phân tích được nội dung trào phúng của bài thơ để làm rõ chủ đề. Đây, nội dung trào phúng nha. Chúng ta sẽ chú ý bởi vì thơ trào phúng thì chắc chắn là sẽ có phải có một cái đặc trưng, đấy chính là đặc trưng về nội dung trào phúng nhá. Cái yếu tố này sẽ quan trọng này, em sẽ phải chỉ ra được tác dụng của một số nét đặc sắc về nghệ thuật trào phúng được thể hiện trong bài thơ. Đó, lưu ý giúp chị nha. Rồi, tiếp theo này là yêu cầu về mặt hình thức. Về hình thức thì chúng ta sẽ phải đáp ứng những yêu cầu nào đây ạ? Yêu cầu về mặt hình thức đó chính là em phải lập luận chặt chẽ. Thông qua việc là lấy được bằng chứng đáng tin cậy từ tác phẩm. Tức là khi mà các em viết
Các em phân tích về tác phẩm thì các em sẽ phải song song cái việc mà mình sẽ phải trích dẫn ra cái câu văn, cái câu thơ đấy, diễn đạt thì phải mạch lạc, sử dụng các phương tiện liên kết hợp lý để giúp người đọc nhận ra mạch lập luận. Đó, lưu ý nhá. Được chưa? Đấy là yêu cầu về hình thức và yêu cầu về nội dung nhá. Mình sẽ lưu ý giúp chị là như vậy nha. Rồi. Đó, yêu cầu hình thức và yêu cầu về nội dung nhá. Phần 1 đầu tiên này là chị sẽ nhắc lại lý thuyết cho các bạn này, phân tích một tác phẩm văn học là như thế nào. Phân tích một tác phẩm văn học chính là làm rõ những cái nét đặc sắc về nội dung và những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm đấy. Và khi mà các bạn phân tích một tác phẩm văn học bất kỳ nào đấy thì chúng ta cũng phải đi phân tích, thứ nhất là đặc sắc về nội dung của tác phẩm đấy có gì. Thứ hai là đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm đó có gì, được không ạ? Và với nội dung buổi học ngày hôm nay là chúng mình sẽ giới hạn lại ở thể loại thơ chào phúng. Thì khi mà các bạn phân tích về thơ chào phúng thì chúng ta cũng triển khai theo hướng là phân tích đặc sắc về nội dung và hình thức nghệ thuật của thể thơ chào phúng nhá. Còn về yêu cầu cụ thể, đấy chính là khi mà các bạn phân tích viết về thể thơ này thì chúng mình sẽ chú ý là phải chỉ ra nội dung chào phúng của bài thơ được thể hiện như thế nào, và chúng ta sẽ đi phân tích cái nét đặc sắc về nghệ thuật chào phúng được thể hiện ở trong bài thơ nhá. Bây giờ các bạn sẽ nhớ giúp chị này, chị sẽ mở rộng cho các bạn thêm một chút, đấy chính là chị sẽ giới thiệu thêm cho các bạn về về cái nền văn học chào phúng của Việt Nam. Thì cái dòng văn học này, dòng văn học chào phúng ở Việt Nam là một dòng văn học rất là đặc sắc, có quá trình vận động và phát triển gắn bó mật thiết với văn hóa, xã hội và chính trị trong từng giai đoạn cụ thể. Nếu như mà các bạn đọc cái quyển từ điển thuật ngữ văn học ấy thì ở trong quyển đấy sẽ định nghĩa đấy chính là chào phúng. Chào phúng là loại đặc biệt của sáng tác văn học và đồng thời cũng là một nguyên tắc để phản ánh nghệ thuật. Trong đó các yếu tố đấy chính là tiếng cười để mỉa mai, châm biếm, phóng đại, khoa trương, hài hước được sử dụng để chế nhạo, chỉ trích, tố cáo hay là phản kháng những cái tiêu cực, cái xấu xa, lỗi thời, độc ác trong xã hội. Và chào phúng theo nghĩa nguyên, nghĩa là theo từ điển, theo cái quyển từ điển, theo nghĩa cái nghĩa nguyên bản của nó nhất, thì tức là dùng cái lời lẽ bóng bẩy, kín đáo để cười nhạo, mỉa mai kẻ khác. Song trong lĩnh vực văn học, chào phúng gắn liền với cả phạm trù mỹ học, tức là cái hài hước trong những cái cung bậc cảm xúc khác nhau, có thể là mua vui, có thể là châm biếm, đả kích, phê phán, vân vân. Văn học chào phúng thì bao hàm trên cả một cái lĩnh vực rất là rộng lớn với những cái cung bậc hài hước khác nhau, có thể là bắt đầu từ những cái chuyện cười này, rồi là chuyện tiếu lâm đến tiểu thuyết, ví dụ như là tiểu thuyết số đỏ ấy đấy, từ đến cho đến là các vở hài kịch này, các bài thơ chào phúng châm biếm như là những cái sáng tác, những cái tác phẩm của Hồ Xuân Hương, của Nguyễn Khuyến, của Tú Xương. Khi mà nhắc đến thơ chào phúng thì chúng ta nhất định là phải nhắc đến ai, nhắc đến Hồ Xuân Hương, ngoài ra là sẽ còn Nguyễn Khuyến và còn Tú Xương nữa nhá. Thế thì khi mà các bạn phân tích những cái bài thơ, những cái tác phẩm thì chị cũng khuyến khích là các bạn sẽ lấy tác phẩm của những nhà thơ đấy, bởi vì thứ nhất là cái tác phẩm đấy thì có rất nhiều thông tin để các bạn có thể tham khảo, các bạn có thể đọc thêm những cái bài bình để chúng mình sẽ có thêm những cái ý kiến, sẽ có những cái ý tưởng để triển khai bài viết của chúng mình tốt hơn nhá. Nên như vậy thì các bạn sẽ lưu ý lại là với yêu cầu đấy chính là các bạn sẽ cần phải giải quyết được, phân tích được cái nội dung chào phúng trong bài thơ đấy là như thế nào, và sẽ phải chỉ ra được một số nét đặc sắc về nghệ thuật chào phúng được thể hiện ở trong bài thơ nhá. Bây giờ thì các bạn sẽ ghi chép bài giúp chị phần lý thuyết này nha. Chúng mình sẽ ghi lại thật nhanh nhá. Được không? Thì chị sẽ cho các bạn khoảng 1 2 phút để chúng mình sẽ ghi bài phần này nhá. Sau đó thì chị sẽ chuyển sang cái phần thứ hai, đó chính là phần thực hành. Đây đây là toàn bộ cái phần lý thuyết rồi ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang bước thực hành. Bước thực hành sẽ là bước quan trọng hơn và sẽ chiếm nhiều cái dung lượng của buổi học ngày hôm nay hơn. Thế nên là chúng ta sẽ ghi chép bài thật nhanh giúp chị nhá.
Đó, chúng mình đã ghi chép phần này xong chưa nhỉ? Những cái phần lý thuyết này thì như chị giới thiệu ấy là các bạn sẽ nghiên cứu thật kỹ những cái phần lý thuyết ở trong sách giáo khoa nhá. Chị sẽ kết hợp cả những kiến thức ở trong sách giáo khoa của chúng mình này, nhưng mà bên cạnh đấy thì chị cũng sẽ mở rộng thêm ra để cho chúng mình có một cái nhìn bao quát và tổng thể hơn về một cái bài viết phân tích nhá. Thế thì chúng mình cứ đọc kỹ sách giáo khoa, bởi vì là chị sẽ kết hợp giữa kiến thức trong sách giáo khoa của các bạn và chị sẽ kết hợp thêm cả những cái kiến thức bên ngoài nữa, kết hợp thêm cả kiến thức ở trong sách lý luận nữa để có thể hướng dẫn cho các bạn cách cụ thể và chi tiết hơn nhá. Thế chúng ta có thể ghi bài phần này nha. Ok, sau khi mà chúng mình đã xong phần lý thuyết thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần thực hành nhá. Vậy thì thực hành viết theo các bước thì các bạn sẽ lưu ý là một chút nữa thì chị sẽ hướng dẫn cho các bạn viết cụ thể từng phần nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ học một cái dàn ý chung nhất là như thế nào. Vậy thì khi mà thực hành viết thì chúng ta sẽ có những bước nào đấy ạ? Một, đó chính là trước khi viết. Trong bước trước khi viết này, chúng ta có bước A, đó chính là lựa chọn đề tài. Vậy thì trong bước lựa chọn đề tài là chúng ta sẽ cần làm gì? Thứ nhất là các bạn sẽ cần phải liệt kê các bài thơ chào cúng. Đây, bước 1 là em sẽ phải liệt kê các bài thơ chào cúng, đúng không ạ? Bởi vì là nếu như bây giờ các bạn viết một bài thơ nào đấy mà chúng mình không biết là chúng mình định viết cái bài thơ nào thì cũng không ổn. Thế nên là bước 1 đầu tiên là các bạn sẽ phải lựa chọn cái bài thơ mà mình muốn viết. Và trong cái bước lựa chọn đấy thì các bạn sẽ liệt kê ra những bài thơ chào cúng nào mà mình đã đọc đấy, đúng không ạ? Thế thì các bạn sẽ liệt kê ra nhá. Và khi mà chúng mình liệt kê thì chúng mình cũng kiểm tra lại giúp chị một lần nữa chắc chắn xem là bài thơ đấy có phải là một bài thơ chào phúng hay không nhá. Bởi vì là những bài thơ chào phúng thì thường là sẽ được viết bằng thể thơ đường luật. Tuy nhiên, không phải bài thơ đường luật nào cũng là bài thơ chào phúng, nhớ chưa? Đấy, chị nhắc lại nhá. Đấy chính là bài thơ chào phúng thường là sẽ được viết bằng thể thơ đường luật. Và với bài thơ đường luật thì không phải là bài thơ đường luật nào cũng là bài thơ chào phúng. Thế nên là trong cái bước liệt kê này thì chúng mình cũng phải kiểm tra lại xem là bài thơ đó có thực sự là bài thơ chào phúng hay không. Thứ hai, sau khi bước liệt kê, đây chính là bước em sẽ chọn chọn một bài thơ mà em cảm thấy rõ nhất tiếng cười chào phúng để làm gì ạ? Chọn để làm gì? Để phân tích, đúng không nào? Chọn xong thì phải phân tích chứ. Đấy, thế thì đấy giúp chị nhá. Lựa chọn đề tài này, đây sẽ là các bước nha. Đây sẽ là các bước mà em sẽ cần phải lưu ý nhá. Thứ hai này, sau khi mà em đã lựa chọn đề tài xong, em sẽ chuyển sang phần tìm ý. Vậy thì khi mà tìm ý thì em sẽ thực hiện các bước sau. Thực hiện các bước sau. Em có thể là xác định bố cục bài thơ và nội dung chính từng phần. Đấy, thì trong cái bước xác định bố cục này thì các bạn sẽ phải nhớ lại một chút về cái phần tri thức ngữ văn mà chúng mình được học nhá. Đấy chính là gì? Trong phần tri thức ngữ văn mà chúng mình được học, đấy chính là đã cung cấp cho các bạn về cách phân chia bố cục. Thì chúng mình nhớ lại, các bài thơ chào phúng thường là sẽ được viết bằng thể thơ đường luật. Vậy thì thể thơ đường luật thì chúng mình sẽ chia ra là thất ngôn bát phú hoặc là thể tứ tuyệt đường luật, đúng không ạ? Vậy thì trong thể tứ tuyệt đường luật này thì chúng mình nhớ lại cách phân chia bố cục, đấy chính là cách phân chia khởi thừa chuyển hợp. Mỗi câu là một phần, tuy nhiên là cũng có những cái cách phân chia khác nhau, có thể là phân chia hai hai tứ tuyệt. Tứ tuyệt thì đấy chính là thể 4 câu 7 chữ nhá. Thế thì trong thể tứ tuyệt thì sẽ có cách chia như vậy, có thể là chia 2 2 nhưng mà cũng có thể chia là cái cách là khởi thừa chuyển hợp. Vậy thì trong thất ngôn bát cú thì chúng mình cũng có rất nhiều cách chia, nhưng mà cách chia cơ bản nhất đấy chính là cách chia theo bố cục của một bài thơ thất ngôn bát cú thông thường là đề thực luận kết
hai câu đề, hai câu thực, hai câu luận và hai câu kết. Và ngoài ra trong bài Thất Công Bát Cú còn có một cách phân chia bố cục khác, có thể là phân chia 4 4, phân chia 6 2, phân chia 2 4 tùy thuộc vào nội dung của bài thơ. Vậy thì cái bước đầu tiên em sẽ cần là phải xác định bố cục bài thơ và nội dung chính từng phần. Vậy thì xác định bố cục bài thơ để làm gì ạ? Để khi mà các em viết bài phân tích ấy, thì chúng ta sẽ phân tích theo cái bố cục như thế. Các em có thể phân tích theo bố cục đề thực luận kết, nhưng mà chúng mình cũng có thể phân tích theo bố cục 4 câu đầu, 4 câu cuối, hoặc là 2 câu đầu, 6 câu cuối, 6 câu đầu, 2 câu cuối, vân vân. Miễn sao mà chúng mình phải xác định được cái bố cục bài thơ đấy, và chúng mình phải xác định nội dung của từng phần, để khi mà các bạn viết được bài văn phân tích á, thì chúng ta sẽ triển khai theo cái bố cục đấy nhá. Rồi, bước thứ hai là em sẽ cần phải xác định đối tượng của tiếng cười chào phúng trong tác phẩm đó. Xác định đối tượng của tiếng cười chào phúng trong tác phẩm. Ngoài ra, tìm hiểu các phương tiện nhà thơ sử dụng để gây cười, như từ ngữ, có thể là đặc biệt là các từ tượng thanh, từ tượng hình hoặc là thành ngữ đấy. Những cái từ ngữ đặc biệt được nhà thơ sử dụng hoặc là biện pháp tu từ trong thơ đường luật, thì chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của những cái từ ngữ đặc biệt rất nhiều, có thể là từ tượng hình, từ tượng thanh, từ láy, thành ngữ hoặc là biện pháp tu từ rất nhiều. So sánh, ví dụ nói quá, đạt ngữ, điểm đấy, vân vân, rất nhiều biện pháp tu từ mà các bạn sẽ cần phải xác định nhá. Ngoài ra là em sẽ cần phải tìm hiểu thông tin về tác giả, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm và những thông tin khác có liên quan để liên hệ, mở rộng khi phân tích nhá. Đấy, đấy đấy chính là bước B, tìm ý nha. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước C là bước lập dàn ý. Đây, trong bước lập dàn ý này sẽ cũng là một bước rất là quan trọng để chúng mình có thể xác định được cái cách viết chúng ta triển khai bài này như thế nào. Lập dàn ý tức là cái bước mà chúng mình sẽ tổ chức sắp xếp các ý, đúng không ạ? Đấy chính là bước mà chúng ta sẽ tổ chức và sắp xếp các ý nhá. Đấy, vậy thì trong bước tổ chức và sắp xếp các ý này thì chúng ta sẽ làm gì đây ạ? Lập dàn ý chính là cái bước mà các em sẽ tổ chức sắp xếp các ý đã tìm được nêu ở trong cái phần B, trong cái phần tìm ý này, thành một hệ thống chặt chẽ, hợp lý, gồm các phần như là mở bài, thân bài, kết bài. Riêng là phần thân bài thì các em sẽ lập dàn ý theo một trong hai phương án. Có thể là các em sẽ phân tích cái bài thơ đấy theo bố cục hoặc là theo hai phương diện, là phương diện về nội dung và phương diện về nghệ thuật nhá. Chúng ta sẽ chú ý là như vậy nha. Tổ chức chính là bước. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cả từng phần. Trong mở bài thì em sẽ làm gì? Mở bài thì em sẽ giới thiệu tác giả tác phẩm. Đấy, chúng ta sẽ chỉ cần ngắn gọn như vậy thôi. Mở bài, em sẽ giới thiệu tác giả tác phẩm. Nhiều bạn ấy thì các bạn sẽ có những cách mở bài rất hay. Có bạn thì sẽ mở bài trực tiếp, tức là giới thiệu tác giả tác phẩm và dẫn luôn vào cái văn bản đấy. Tuy nhiên là chúng ta cũng có những cái cách mở bài gián tiếp, thì một chút nữa thì chị sẽ hướng dẫn cho các em những cách mở bài mà các bạn sẽ có thể sử dụng được nhé. Thứ hai là thân bài. Thân bài thì chúng ta có hai phương án. Phương án 1, phân tích theo bố cục bài thơ. Phân tích theo bố cục bài thơ tức là sao? Ví dụ như là theo bố cục bài thơ chúng ta có cách phân chia là đề thực luận kết chẳng hạn đấy. Đề thực luận kết, hoặc là cách phân chia bố cục là khởi, thừa, chuyển,
Đấy, thì đấy đấy là một vài cái phân chia thôi. Tất nhiên là sẽ có cái phân chia bố cục khác nhau, nhưng mà chị chỉ đề cập đến cái cách phân chia bố cục cơ bản nhất mà các bạn đã từng được học nhá. Thế thì đấy, đây sẽ là cái cách phân chia theo bố cục đúng không ạ? Thì các em sẽ cần phải nêu đối tượng của tiếng cười chào phúng, phân tích biện pháp nghệ thuật được sử dụng để tạo ra tiếng cười chào phúng. Đấy, em sẽ chú ý như thế nhá. Ngoài ra này, phương án 2. Đấy sẽ là phương án 1 nha. Phương án 2. Chị sẽ đánh dấu từng phần cho các bạn dễ theo dõi nhé. Ok, phương án 2. Tức là phân tích theo phương diện nội dung và nghệ thuật. Nhá, đấy sẽ là mình sẽ phân tích theo phương diện nội dung và nghệ thuật. Tất nhiên là các bạn sẽ có những cách phân tích khác nhau, được không? Đấy, thế chị đánh dấu màu khác để cho các bạn dễ theo dõi như vậy nha. Đấy sẽ là phương án 2 nhá. Vậy chỉ một chút để chị đánh dấu, để khi mà chúng mình nhìn thì chúng mình sẽ rõ những cái keyword, những cái từ khóa chính mà các bạn sẽ cần phải nhớ ấy. Thì cái đầu tiên chắc chắn là gì? Đây, chị đã chỉ ra cái phương diện nội dung và phương diện nghệ thuật đúng không ạ? Vậy thì ý đầu tiên đấy chính là phân tích nội dung bài thơ. Bài thơ chỉ rõ đối tượng chào phúng của bài thơ, phân tích rõ lý do khiến đối tượng đó bị phê phán. Rồi tiếp theo, sau khi phân tích nội dung xong thì mình sẽ phân tích nét đặc sắc nghệ thuật. Vậy thì trong thể thơ chào phúng thì chúng ta sẽ phân tích về nội dung, đó chính là phân tích đối tượng chào phúng của bài thơ. Thứ hai là phân tích về nét đặc sắc nghệ thuật, đây chính là hình ảnh, biện pháp chu từ được sử dụng để tạo ra tiếng cười. Được chưa? Nhá. Chúng ta sẽ cần phải phân tích về nội dung và phân tích về nét đặc sắc nghệ thuật. Đấy chính là phân tích dựa trên phương diện, hai phương diện nhá. Có hai phương án. Đó, các bạn có thể làm theo phương án nào cũng được. Tuy nhiên là chúng ta cũng tránh cái việc mà lúc thì phân tích theo cái phương án này, lúc lại phân tích theo cái phương án kia. Thì điều đấy cũng là một điều không nên nhá. Mà chúng ta sẽ chỉ thống nhất một cái phương án các bạn chọn thôi. Các bạn chọn là phân tích theo cái phương án nào thì chúng ta sẽ chú ý và phân tích theo cái phương án đấy thôi nhá. Có hai phương án như này. Đấy, đây chính là cái phần lý thuyết mà các bạn có thể viết lại giúp chị nhé. Lập dàn ý chính là cái bước mà các bạn sẽ phải tổ chức và sắp xếp các ý. Thì chúng ta sẽ nhớ là trong một bài viết thì chúng ta sẽ có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Trong phần thân bài thì chúng ta có hai cách triển khai. Cách triển khai thứ nhất là cách triển khai phân tích theo bố cục của bài thơ, và cách triển khai thứ hai là cách triển khai phân tích theo phương diện nội dung và nghệ thuật. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm rõ những nét đặc sắc trong phần nội dung của bài thơ, sau đấy chúng ta sẽ chỉ ra những nét đặc sắc trong nghệ thuật của bài thơ nhá. Đó, thì các bạn sẽ giúp chị viết lại cái phần lý thuyết này, chúng mình sẽ nhanh tay viết lại nha. Sau khi mà chúng mình sẽ viết xong, chúng mình viết xong thì chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, đấy chính là phần thực hành. Thì chị sẽ hướng dẫn các bạn đi phân tích một bài cụ thể nhá. Thì các bạn viết xong phần này đi đã, chị sẽ cho nhỏ lại nha. Đây, chị nghĩ là cái bước lập dàn ý sẽ là cái bước quan trọng của cái phần này. Thì chúng mình sẽ giúp chị triển khai cái phần này vào trong vở nhá. Các bạn sẽ ghi chép lại giúp chị nha. Đây chính là cái dàn ý để chúng mình có thể viết, biết cách để viết được nhá. Chúng ta sẽ có một cái phần cuối nữa, đấy chính là phần kết bài. Vậy thì trong phần kết bài thì đó chính là khái quát ý nghĩa
tiếng cười trào phúng và giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Đó, 3 phần nhá, rõ ràng 3 phần ra. Phần 1, phần 2, phần 3. Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.